Hai xin mến chào cô chú đến với kênh là cây kiển của tôi cũng như kênh bonsai mini tên là CT nha. Thì hổm rày thì vườn con lên clip giao lưu linh sam rất là nhiều, và những cây linh sam hạt gạo này vườn con đang lên thanh lý nha cô chú anh chị, giá rất là rẻ nha. Thì những cây vô chậu này thì 100.000 cây đó, nhưng mà những cái cây mà ở dưới chậu đen đó con chuẩn bị giới thiệu thì giá rất là rẻ, để cho cô chú mình về ép chậu như thế này nè. Đó, lên chậu như thế này rồi mình nuôi dưỡng, mình cắt tỉa chơi ha. Thì linh sam hạt gạo loại mini chỉ ép chậu hoặc là làm tiêu cảnh như trên màn hình cô chú mình đang thấy á, là vườn con hiện tại đang thanh lý với giá là 40.000 một chậu. Cô chú mình có nhu cầu mua thì cứ alo vườn con. Vườn con đã cắt tỉa phơm tàn tròn tròn hết rồi, và cô chú mình chỉ cần là lên tiêu cảnh hoặc là ép vô cái chậu một cái là rồi ha. Vườn con có làm một cái video ngắn để cô chú mình về ép chậu để hạn chế cây nó bị mất sức và nó sống khỏe. Đa số vườn con cây nào cây nấy cũng cắt tỉa bộ tàn tròn tròn. Thì mới vừa cắt 4-5 bữa thôi và cây nó đang phúng chi tàn ra này ha. Và nó sẽ rất nhanh ấm lại, cho nên cô chú mình cứ yên tâm. Những cây bên vườn con chăm sóc hiện tại đang rất là xanh tươi, rất là đẹp, nhưng mà trong quá trình vận chuyển thì cây nó chắc chắn sẽ vàng lá nha, vàng nhiều hay ít thôi. Về cô chú mình gỡ hết băng keo ra đem ra ngoài nắng là ok. Những cây này vườn con chiều cao tầm khoảng từ 10 đến 15 cm, lâu lâu có cây khoảng chừng 20 tùy theo cây ha. Phơm tàn chơi mini nha, cô chú mình có nhu cầu thì liên hệ vườn con. Giá 40.000 một cây, số điện thoại là 0387849762, gặp Mẫn nha. Còn ship từ 3 cây trở lên. Rồi, cảm ơn cô chú mình đã xem kênh, ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều. Khi cô chú mình chăm nó khỏe rồi thì nó sẽ xanh như thế này. Rồi, con tắt video nha cô chú anh chị.